Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các cơ quan đơn vị địa phương đang tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đem lại sự thuận tiện cho người dân cũng như nâng cao hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng hiệu lực hiệu quả. Đây là hoạt động ngày hội cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình vừa được tổ chức tại phường Hòa Thuận Tây nhằm đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, hỗ trợ người dân tiếp cận một cách dễ dàng với dịch vụ công trực tuyến và góp phần giúp tổ chức công dân hướng trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất lợi ích trong cuộc sống. Hiện nay, việc tiếp cận và sử dụng chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình vẫn còn một số khó khăn, chủ yếu do tâm lý e ngại về sự không thuận tiện đối với việc tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chính vì vậy, thông qua những hoạt động thiết thực tại cơ sở như thế này, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa đến mọi người dân. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là một khâu quan trọng trong cái cải cách cái thủ tục hành chính. Trong đó mục tiêu của chúng tôi thì mang lại những cái tiện ích đối với người dân, doanh nghiệp thì nó giảm tiết kiệm được cái thời gian, chi phí và đặc biệt là nó giảm cái sự phiền hà, tăng cường cái tính minh bạch, công khai trong hoạt động hành chính. Còn đối với cơ quan nhà nước, đối với địa phương thì nó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ủy ban dân phường mà nó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả nền tảng công dân số với hơn 240.000 tài khoản, hồ sơ của người dân. Cùng với việc triển khai nền tảng này, thành phố cũng tạo lập các kho dữ liệu riêng cho từng người dân. Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân không cần phải khai báo lại hoặc không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có trong kho dữ liệu. Đây là giải pháp tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, hướng đến hình thành công dân số, phát triển xã hội số tại thành phố Đà Nẵng. Cái nền tảng công dân số còn giúp cho người dân có thể truy cập được các cái tiện ích dịch vụ do chính quyền hoặc là doanh nghiệp cung cấp, như là các dịch vụ nộp dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ điện tử, đăng ký hạn giờ làm việc, hoặc là bên về phía doanh nghiệp thì cung cấp cho người dân các tiện ích như là tra cứu thông tin về điện, nước, thông tin môi trường, thực hiện thanh toán tiền điện, tiền nước, cũng như là tra cứu thông tin về y tế, sức khỏe, bảo hiểm xã hội, v.v. Đà Nẵng hiện đã có 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4. Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn các đơn vị địa phương rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu số, đặc biệt sử dụng dữ liệu số để thay thành phần hồ sơ giấy, trao đổi với các tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình để thống nhất ưu tiên dịch vụ công trực tuyến mức 4 khi sử dụng thủ tục hành chính.